xin chào tất cả các bạn thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn này 20 cái chủ đề kiếm tiền với youtube nhé mà các bạn không cần phải xuất hiện khuôn mặt của bạn lên trên video đó rất là tuyệt vời đúng không thường các bạn nghĩ là à kiếm tiền youtube nào youtuber là phải à, à, sắm máy quay này đó à, trang điểm thật đẹp này quay video này hoặc là à, phải ăn mặc thật đẹp này phải nói thật giỏi này đó đó là những cái suy nghĩ trong đầu số bạn nghĩ đến khi làm youtuber đó nhưng mà trong cái video này mình chia sẻ với các bạn này 20 cái chủ đề mà các bạn không cần phải xuất hiện khuôn mặt của bạn nên đó và bạn vẫn có thể kiếm được rất là nhiều tiền từ YouTube là rất là tuyệt vời đúng không chúng ta sẽ cùng nhau khám phá từng cái chủ đề một nhé đầu tiên đó chính là chủ đề về food tức là thức ăn đó thì đây mình sẽ lấy ví dụ vài kênh YouTube và mình sẽ đính kèm cái tài liệu ở dưới bài học này để các bạn có thể vào các bạn tham khảo này và để chúng ta có thể học học hỏi đó à, thì mình lấy ở đây mình lấy sẽ lấy những cái kênh YouTube ở nước ngoài để để chúng ta có thể áp dụng và triển khai về Việt Nam nhé một trong những cái uh cái chiến lược rất là thành công đó nhỉ các bạn xem những cái gì đã thành công ở trên thế giới rồi các bạn để mang về các bạn làm tương tự và bản địa hóa nó thành cái mô hình của Việt Nam nó thì cái tỷ lệ thành công ta sẽ rất là cao ok đầu tiên là cái chủ đề về thức ăn này đó. chủ đề thức ăn thì bạn để xem ở đây ví dụ như này mass food này đó đấy thì ở đây nó sẽ nội dung nó sẽ là cái gì ví dụ như cái này hơn một triệu người đăng ký nhá. Đó, nội dung nó sẽ là đánh giá review những cái 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 cái, cái. đây mình có thể sắp xếp này xem video phổ biến nhất này đó, đó. những cái video về ăn uống này cái này chúng ta có thể lấy nguồn rất nhiều lời nhé đó, ví dụ này những thử thách tồi tệ nhất đối với thực phẩm này đó, đây là những uh, lựa chọn để ăn này đó, pizza này nhân viên McDonald tiết lộ bí mật tại sao bạn lên này đó rất là nhiều những cái <laughs> rất là nhiều những cái chủ đề để chúng ta có thể làm. Đó và chúng ta có thể này, vào xem một cái video cụ thể này. Đó, chúng ta có thể làm về đồ ăn, chúng ta có thể đánh giá về đồ ăn. Đó. Bao nhiêu bạn đồng ý là bạn có những cái tiềm năng rất lớn Đó. nhưng mà bạn chưa được khai phá thôi. Đây bạn If you're đấy the này video về đồ ăn thức uống này. cái này thì bạn để lấy được rất là nhiều buồn. Gắn lại những video về 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 ẩm thực đó. Tiếp theo một số kênh mình lấy ví dụ các bạn xem này đó. Đây ví dụ kênh này này, kênh này là chuyên về uh... chuyên về ẩm thực này đó, ẩm thực này đó, rất là nhiều những loại ẩm thực và các bạn để quay lấy các bạn đam mê về cái chủ đề này đó, ẩm thực và bạn chỉ review đánh giá thôi ví dụ như là top 10 loại này. rất là nhiều này đó rất là nhiều để chúng ta hoặc chúng ta hoàn toàn để nghiên cứu những chủ đề này và các bạn xuất uh, những nội dung bằng tiếng việt đó và chuyển thể về thành việt nam hoặc là các bạn để làm ở thị trường thế giới nhé đều được nhé top 10 lời xúc phạm hay nhất của ví dụ như đây là chương trình đầu bếp mỹ này đó cơ thể này cực hấp dẫn này đó rất là nhiều những cái ở đây thì bạn có thể làm về cái chủ đề này hoặc nhé là một cái gợi ý của mình cho các bạn là các bạn có thể quay những cái món ăn đường phố tại Việt Nam được đó mình có thể mình search đây là street food nhé mình có thể search ở đây là street food để cho các bạn thấy này đó ví dụ như là món ăn đường phố này bạn có thể đi nhé và bạn hãy thể quay những cái món ăn đường phố đó những cái lượt view cực kỳ là là, là 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 khủng này ví dụ như này đó chúng ta có thể đi và chúng ta quay những cái món ăn đường phố tại Việt Nam này hoặc là bạn đi du lịch này ví dụ như đây này người ta chỉ quay những món ăn đường phố tại uh, Hàn Quốc rồi này đây là một cái cái cái, cái, cái kênh rất là tiềm năng nhé đó đấy quay nha quay food này đó là xem cực kỳ là là, là nhiều thì bạn thấy đó đó là một trong những cái gợi ý đó là quay những món ăn đường phố tại Việt Nam ok tiếp theo là chủ đề thứ hai là chúng ta thể làm về những người nổi tiếng đây thì mình sẽ lấy ví dụ nha ở thế giới này đó chúng ta làm những cái nội dung về người tiếng chúng ta sẽ sưu tầm sưu tầm lại những cái nội dung của người nổi tiếng đó ví dụ như ở đây này đấy sưu tầm lại hết những người nổi tiếng trên thế giới nhé đó và những cái nội dung ví dụ như là Lữ hoàng anh này elizabeth này đó những cái người nổi tiếng này isaac newton này đó chúng ta sẽ làm những cái nội dung những cái chủ đề về người tiếng mà bạn sẽ sưu tầm lại đó rất là tuyệt vời không đây là một chủ đề rất là tuyệt vời đó thì chúng ta thể cài công cụ uh, social blade này thì có thể đo lường được cái kênh này ví dụ như, như kênh này là 1,73 triệu lượt đăng ký này và một tháng thì có 13 triệu lượt view đó số tiền kiếm được thì uh, từ 3,5 đến 56 nghìn đô như này đấy rất là tuyệt vời đúng không đó. đấy thì kênh YouTube đấy nó kiếm được khoảng từ 40 đến 60 nghìn đô một tháng một số cực kỳ khủng khiếp đúng không hoặc là đối thị trường Việt Nam này nó cũng không có một cái kênh youtube là người nổi tiếng, nó cũng bắt trend luôn như thế, các bạn để à, à, thì xem đấy bị cái kênh này người tiếng này thì chuyên nói về những người nổi tiếng ví dụ cường đô la, đại gia giàu lý tiểu long này, nó thì bạn để cũng có thể làm những nội dung về người nổi tiếng và cái cái cách làm cũng rất là đơn giản thôi, các bạn cần lồng tiếng này và slide có những cái ảnh chạy cực kỳ là dễ, đó để chúng ta thể làm rồi. Tiếp theo là về cái chủ đề xe hơi nhá đây một cái chủ đề rất là rất là tốt. Đó, và cái chủ đề này là lượng uh, người chi trong quảng cáo cực kỳ là nhiều đó. ví dụ như là này viral hay vehicle này nó thì bạn sẽ có thể đánh giá về những cái xe và bạn sưu tầm đây là những cái nội dung về sưu tầm đó về nội dung về sưu tầm đấy sưu tầm ảnh này đó, ví dụ sáu cái xe ở đây này, ví dụ mình có thể dịch sang tiếng việt bạn thấy nhá sáu ô tô bị cấm ở mỹ này đó thì chúng ta có thể làm kiểu kiểu như thế ví dụ như là uh, đây này, 8 chiếc xe bán hàng thất bại không ai mua này. Đó, 6 chế độ lái ô tô tồi tệ nhất này. Đó, 5 thương hiệu xe hơi tồi tệ hơn này. Ví dụ như này thì chúng ta có thể modify lại thành những cái chủ đề ở Việt Nam. Đó, thì chúng ta để thể làm. Và đây, nó những cái cái này. đó Và tuyệt vời nhất là chúng ta có thể làm dựa theo sở thích. Ví dụ bạn nào có sở thích đam mê ô tô, bạn có thể làm những cái chủ đề tương tự như thế này. Đó đó chủ đề xe thôi đây là đây là một trong những cái chủ đề mà những nhà quảng cáo chi khá là nhiều tiền nhé đó chi nhiều tiền đây là số tiền chúng ta kiếm được từ quảng cáo rất là tuyệt vời hoặc là chúng ta có thể kiếm tiền từ uh, marketing cho những loại xe và đánh giá review những loại xe khi các bạn là uh, lớn dần phát triển dần đó đó là đó là chủ đề số 3 tiếp theo là chủ đề uh, animation đó animation Ở đây tức là những chủ đề bằng hoạt hình ấy đó thì cái này thì bạn cần đầu tư uh, uh, về uh, đây đó ví dụ này đây, đây chẳng hạn này đây là cái kênh youtube này này storeboss này nó chuyên về hòa đình chuyên làm những cái phim hòa đình và xoay quanh những cái câu chuyện đời sống hàng ngày đó mình có thể dịch sang tiếng việt cho các bạn để thấy đừng đổ lỗi cho tôi vì covid này đó những cái chủ đề này ba tuần trước mà lượt xem cũng cực kỳ là tốt này đó, tôi bắt bạn bè tôi nói chuyện sau lưng tôi nói xấu sau lưng này nó tại sao họ lại lấy làm vui để đôi môi của tôi này tức là nó sẽ hoạt hình nhưng mà nó sẽ nói lên những câu chuyện thầm kín mà những người gặp phải đó và con người ta thì cực kỳ là thích nghe những câu chuyện và những câu chuyện này nó sẽ khá là đồng cảm ví dụ như câu chuyện này này chẳng hạn này thì nói về là à, đổ lỗi cho một cái người châu á là gây covid ví dụ như đây là một cậu này cậu ấy là người châu á sống ở nước ngoài và bị những người ở nước ngoài đổ lỗi đó hoặc là đây này đó người da đen thì có cái đôi môi rất là dày nên là được vì mọi người chế diễu về cái đôi môi dày của người ta đó thì đây là những cái câu chuyện tổng hợp đó thì cái này các bạn cần có một cái ekip đó ekip để sản xuất để phát triển những cái nội dung như này còn những câu chuyện thì chúng ta có thể lấy ở trên internet rất là nhiều hoặc là những câu chuyện mà thường gặp trong đời sống đó đó thường gặp trong đời sống đó rất là rất là thường gặp trong đời sống hoặc là những câu chuyện mà khán giả các bạn gửi cho các bạn đó đấy rất là nhiều những câu chuyện này tôi đang nghĩ gì khi tôi sắp gặp ngã xe này hoặc là các bạn cũng có thể lấy những nội dung như thế này bạn vịt hóa thành tiếng việt và chúng ta làm những cái chủ đề về thành tiếng việt đó thì đó là một trong những gợi ý của mình đó, chủ đề về animation yeah, animation này ok đó animation đấy ví dụ như là my story animal này ở đây cũng thế đây cũng là những cái uh, những cái câu chuyện cũng bằng uh, hoạt hình đó, nhưng mà cũng bằng hoạt hình đó nhưng mà cái này có thể đánh cái đối tượng là là thanh thiếu liên này đấy tôi làm điên rồ này tôi cười khi tôi buồn và khóc khi tôi hạnh phúc này mẹ ghét tôi vì không phải là tóc vàng này đó đấy đấy thì đây là đánh vào những cái câu câu chuyện mà rất hay gặp ví dụ như là béo này chẳng hạn này thì một phẩy sáu một phẩy năm triệu lượt xem đúng không tôi ghét mái tóc của tôi mẹ tôi mẹ tôi ghét tôi vì mái tóc của tôi này đó Đấy, rất nhiều những câu chuyện xoay quanh xoay quanh những cái cuộc sống hàng ngày. Đây là một chủ đề rất là hay nhé. đó, xoay quanh cuộc sống hàng ngày. Đó, ví dụ là tôi là một người nổi tiếng này, 3,7 bảy triệu xem này, đó, tôi đã làm gì cho ba trái tim tỷ phú này. Đó, kiểu kiểu như vậy thì bạn để xem những nội dung này và bạn có thể uh, modify việt hóa thành tiếng việt thì bạn để làm những cái chủ đề như này rất là hay. Đó. hoặc là bạn để thuê người trên Fiverr nhé hoặc là Upwork đó thuê người trên Fiverr Upwork thì tất cả những cái thứ chúng ta chúng ta làm chúng ta có thể thuê ngoài được đó bạn để search Fiverr này Fiverr là một trong những cái nền tảng giúp bạn có thể thuê ngoài được ở đây bạn để thuê những chủ đề gì tùy ý luôn đó rất là nhiều những chủ đề story uh, có thể thuê được animal này nhá yeah. mình có thể search cái từ khóa này này animal search và có người người ta sẽ làm video cho bạn luôn đấy ví dụ ở đây này người ta sẽ tạo những cái bộ phim này đó những cái bộ phim này để cho các bạn này đăng tải lên youtube này hoặc là bán để book book lịch nó tùy tùy theo cái, uh, cái ngân sách của bạn này đó, thì mình sẽ có một cái video hướng dẫn về các bạn thuê cái dịch vụ trên Fiverr như nào ví dụ đó đây, ví dụ như này. Digital có thể vừa thuê để làm quảng cáo animation được nhé hoặc là, hoặc là có thể thuê là chúng ta làm sẵn cho bạn những video bạn gửi kịch bản bạn gửi kịch bản và, và bạn sẽ có thuê người đó. và đây cũng là một cái khoản đầu tư khá là tối ưu đó, ví dụ như là bạn làm những nội dung mà ở quốc tế chẳng hạn đó, thường thuê cái này làm thì chúng ta sẽ làm những nội dung của quốc tế chúng ta đánh cạnh tranh luôn với thị trường ở nước ngoài đó thì cái, cái lượt kiếm chúng ta kiếm về quảng cáo thì nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều và các bạn để xem bằng công cụ social led này để xem là kênh youtube này nè một tháng thì bao nhiêu triệu lượt xem ví dụ này ba mươi ngày qua này hơn 100 triệu lượt xem 118 triệu lượt xem thì bạn thấy vô cùng là tuyệt vời đúng không đó và dự kiến thu nhập hàng năm có thể lên đến cả triệu đô đó thì đấy, bạn đầu tư trực uh, nghiêm túc và làm youtube như kiểu là một cái doanh nghiệp ấy đó. và bạn sẽ có những nguồn thu nhập cực kỳ là lớn nhé từ youtube đó cực kỳ là lớn cực kỳ là lớn cực kỳ là tuyệt vời đương nhiên rồi thành quả lớn thì chúng ta phải đầu tư chỉn chu và chúng ta làm việc nó có bài bản bà. quy trình bài bản bà và chúng ta phải đầu tư thôi đó có một ekip vận hành thì các bạn thấy không cái thu nhập nó cũng rất là tuyệt vời như ở Việt Nam kiếm vài trăm triệu một tháng thì cực kỳ là tuyệt vời luôn đó đó chính là chủ đề về animation đó tiếp theo nó là chủ đề về máy bay này máy bay ok máy bay ví dụ đây kênh này máy bay thì kênh này sẽ đánh giá những cái hãng máy bay này hoặc là à, tin buồn này Việt Nam Airlines này đó những cái thông tin về máy bay này đó Philip này Anna bị phá sản này ví dụ là dịch Covid này rất nhiều những hãng máy bay bị phá sản này ví dụ Việt Nam Airlines này tin buồn về bôi mề bảy này đó thì bạn để tham khảo những cái cái nội dung những video này nếu mà bạn thích thích bạn thích về những chủ đề này hoặc là bạn làm phi công chẳng hạn này bạn muốn kiếm thêm một nguồn thu nhập chẳng hạn này đó thì bạn cũng có thể uh, làm cái này hoặc là bạn là nhân viên ở sân bay bạn có những cái chuyên môn này đó thì bạn cũng có thể làm những cái này đó. một trong những cái ưu tiên quan trọng nhất là bạn nên chọn những cái chủ đề nào mà bạn thích đó bạn thích để các bạn để theo đuổi một cách lâu dài làm youtube là chúng ta làm chạy, bùng một cuộc chạy đua marathon chứ không phải là chúng ta làm ngày một ngày hai đăng một vài cái video lên là bạn đòi kiếm tiền được đó thì đó là 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 những lời khuyên của mình tiếp theo là chủ đề gaming binh đó rất nhiều các bạn xem ra đúng không? Stream game đúng không? Đó, bạn nghĩ là phải cứ phải có mặt, cơ bạn cần phải đánh game giỏi này, nói chuyện hay này, xinh đẹp này. Đó. Nhưng thực ra là không không cần thiết, chúng ta có thể làm những chủ đề ví dụ như là top gaming chẳng hạn, top những cái trò chơi, đó ví dụ này, top 10 gaming. Top những cái trò chơi này. Đó thì bạn bạn có thể uh, sưu tầm nếu mà bạn thích về game đúng không? Bạn để tổng hợp những cái uh, video về game. Đó, để các bạn để xem như ví dụ như là kênh này thì à, được xem bao nhiêu lượt view nhỏ ba triệu hai à, triệu lượt xem hơn 2 triệu lượt xem đó, thu nhập cũng cực kỳ là tốt đó nếu bạn nào thích về game siêu tầm game thì bạn để làm ra những chủ đề về top 10 game top 10 thì bạn nhé cái văn bản này cái 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 tài liệu bài học này thì mình sẽ đính kèm ở dưới phần bài học để các bạn tải và các bạn vào sâu những chủ đề các bạn thích các bạn nghiên cứu sâu với một cái kênh YouTube đó, những, cái gì, những cái gì chúng ta đã được học thì các bạn đã đầy lắm rõ rồi đúng không đó thì bây giờ ta có ý tưởng thì bạn sẽ nghiên cứu sâu những cái kênh youtube xem là à, người ta triển khai như nào những cái nội dung như nào đó tiếp theo là những chủ đề về giáo dục đó chủ đề về giáo dục này ví dụ như đây này Đấy, những chủ đề về giáo dục này về khoa học này đó. mình rất thích xem những chủ đề kiểu kiểu như này ví dụ như là ngày xưa hãy xem thế giới động vật này đó thì, thì đây nó sẽ là những chủ đề nó kiểu kiểu như vậy đây này đó. Là ví dụ vấn đề công tác của các hãng không này tại sao lao bán cầu lại nghèo hơn này đó, vịnh nhỏ này tại sao có quá nhiều thu hút này đó cực kỳ cực kỳ là những rất là nhiều vấn đề để bán thể làm làm thế nào để bắt đầu một hãng hàng không đó rất nhiều cái vấn đề một triệu xem đó, rất là tuyệt vời đó tin tức bạn bỏ lỡ vào ngày 22 này từ mọi quốc gia này đó tổng hợp này đó tổng hợp những vấn đề này nó rất là nhiều rất là nhiều vấn đề để các bạn có thể uh, cung cấp những cái thông tin, nó cung cấp những cái thông tin đến cho người dùng người xem. đó thì bạn có thể lấy nội dung từ uh, Wikipedia nhé, đó Wikipedia mình xin biết lỗi mình biết sai chính tả. và bạn để chuyển thể nội dung từ văn bản sang đọc và các bạn làm thành những cái slide minh họa. đó. còn những cái khâu là các bạn không không giỏi không chuyên thì bạn có thể thuê. đó rất là nhiều, đó ví dụ hoặc là real, Love, uh, real, real life này rất là nhiều nhé nó rất là nhiều những cái này. về ví dụ như cái này về địa lý chẳng hạn này hoặc là về rất là nhiều những thứ ở đây đó làm những cái chủ đề với này được xem cực kỳ là tốt đây làm thế nào để tại sao biến đổi khí hậu này rất là nhiều những cái vấn đề đó thì chúng ta để làm những cái chủ đề này về chủ đề giáo dục đó. tiếp theo là chúng ta thể làm những chủ đề về du lịch ok chủ đề du lịch đúng không các bạn thường thấy là a à, làm những cái travel blogger là phải đầu tư rất là nhiều tiền máy quay xịn đi du lịch khắp nơi trên thế giới nhưng chúng ta có thể làm theo một kiểu ở nhà chúng ta à, các bạn thích du lịch chẳng hạn này nhưng các bạn chưa có điều kiện chẳng hạn này thì các bạn có thể sưu tầm tổng hợp nó sưu tầm tổng hợp lại những cái nội dung đây siêu tầm tổng hợp tổng hợp lại những cái nội dung mà trên internet hoàn toàn có sẵn mà chúng ta có thể chuyển thể thành video đó, ví dụ như là 10 thành phố hàng đầu trên thế giới này, Canada này 10 bãi biển đẹp nhất thế giới này những cái này chúng ta hoàn toàn để tổng hợp thành những cái nội dung và chúng ta nói được ví dụ hoặc là 10 thành phố ẩm thực hàng đầu ở châu Âu này rất nhiều ở đây chưa đủ tiền đi chúng ta hoàn toàn để uh, sưu tầm những cái nội dung và chúng ta biên soạn lại biên soạn lại chúng ta thuyết minh thuyết trình lại hoặc là các bạn không giỏi về nói thì các bạn để thuê những NC làm cho các bạn hoàn toàn có thể làm được hết Đó. và các bạn phải tư duy cho mình là à chúng ta không phải làm YouTube với cái cái mục đích này là là là, là chơi thôi gọi là một số bạn chỉ là gọi là chơi youtube đúng không? Đó, kiếm tiền chơi youtube nhưng thực ra nếu bạn đặt với một tâm thế khác đi bạn coi nó là một cái doanh nghiệp của bạn nó thì các bạn sẽ cần thêm những cái nhân sự để các bạn làm đúng không đó và đương nhiên là cái phần thưởng cái doanh thu của chúng ta cực, cực, kỳ là lớn không chỉ đến từ mỗi doanh thu quảng cáo thôi chúng ta có thể làm rất là nhiều những nguồn doanh thu khác đó, từ marketing bán sản phẩm này marketing này nó tiền uh, tiếp thị này tiếp thị liên kết này nó rất là nhiều rất là nhiều thì các bạn để kiếm tiền được từ khi các bạn có một cái kênh youtube chuyên về một cái chủ đề một cái lĩnh vực nào đấy đó. đó là chủ đề du lịch tiếp theo là chủ đề thể thao chúng ta có thể làm nhé đó chủ đề thể thao này đấy ví dụ đây này đây là chủ đề thể thao này đó, ví dụ như là ở nước ngoài thì người ta rất là thích về bóng rổ này khúc côn cầu này đấm bốc này đó thì bạn cũng có thể làm về những chủ đề này ở Việt Nam thì chúng ta có thể làm về boxing này đó hoặc là chúng ta để làm về đây này những top những cầu thủ này đó rất là nhiều chủ đề để các bạn làm nếu các bạn đam mê thể thao nó sẽ có rất là nhiều cái lĩnh vực rất là nhiều cái ngách để chúng ta để lựa chọn nó rất là nhiều không mà chúng ta không cần phải xuất hiện cái khuôn mặt chúng ta lên rồi thế đây là một cái chủ đề cũng khá là hay đó chính là à, à chủ đề về câu đố à, đây cái này chủ đề này rất là hay nhá đây ok ví dụ này, kênh này À, 611.000 người đăng ký Đó. câu này à, chết à, cái à, chủ đề này là chủ đề gì đó, câu đố này tức là trong cái video này nó sẽ có những cái câu đố nó sẽ sưu tầm tổng hợp những cái câu đố nó ví dụ như là động vật này bạn lựa chọn một con động vật và nó sẽ đưa ra là à bạn sẽ thuộc nhóm tính cách nào đó, hoặc là bạn sẽ cưới ai này như các bạn hay chơi cái trò trên facebook đúng không cái trò đố trên facebook ấy đó là lựa chọn cái gì xong là ra tính cách như thế nào đó thì mọi người rất là thích những cái cái chủ đề như thế này thì bạn có thể lựa chọn những cái 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 cái, cái uh, câu hỏi và bạn làm lại thành những cái video làm lại thành những video và bạn cho người ta lựa chọn đó ví dụ như là người ta lựa chọn một cái tấm hình này chẳng hạn thì sẽ đoán được tính cách đó nó sẽ có những cái bài kiểm tra như thế hoàn toàn là free trên mạng thì bạn sẽ nghiên cứu những cái nội dung như thế nha bạn sẽ nghiên cứu những cái nội dung như thế đó nghiên cứu câu hỏi đoàn tính cách và uh, nó sẽ uh, xuất hiện ở cuối video đó bạn để tìm kiếm những câu hỏi viral đó thì bạn search thôi nó sẽ có rất là nhiều ví dụ như mình ví dụ các bạn nhé đó, câu hỏi viral này tổng hợp những câu hỏi viral này đó. nó sẽ có rất là nhiều những cái uh, cái cái chủ đề để chúng ta có thể lựa chọn đó rất là nhiều những chủ đề để chúng ta lựa chọn những câu hỏi hot trend này những cái rất nhiều đó câu hỏi đoán tính cách này ví như thế này đoán tính cách đấy câu hỏi là tính cách này những câu hỏi đoán tính cách này trắc nghiệm này đây nó chính là cái trắc nghiệm ấy đó, chúng ta làm những cái quiz những cái câu đố những cái trắc nghiệm ví dụ như là à, đây này chọn những cái này này đó xong là sẽ đoán ra tính cách này hoặc là bạn chọn những cái hình ảnh nào này đó nhé thì chúng ta sẽ nghiên cứu những cái nội dung như này và chúng ta sẽ làm và uh, kết quả thì sẽ có ở cuối video đó tìm kiếm câu hỏi bắt đầu cái này các bạn cũng làm thị trường nước ngoài bạn cũng có thể thuê trên Fiverr nhé đó. tiếp theo là về chủ đề là sang trọng này chủ đề giàu có đó, đây là một chủ đề rất là hay ví dụ đây mình lấy cho bạn hai cái ví dụ hai kênh YouTube đó nhỉ Mr Luxury đó. mọi người thì rất 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 thích ai mong muốn là giàu có đó, chúng ta sẽ cung cấp những cái hình ảnh những cái nội dung này những cái thông tin này về uh, giàu này cho mọi người để thấy này gì bên trong những lâu đài xa hoa nhất trên thế giới này nó sẽ có cái gì thì những cái nội dung này hoàn toàn có ở trên free ở trên um, những cái kênh ví dụ PCFA, youtube hoặc là những cái nguồn chúng ta chúng ta sử dụng free hoặc là 10 công ty trị giá nhất thế giới này 2021 này đó top 2 năm người giàu nhất thế giới này chúng ta có thể tổng hợp lại đúng không đó những cái nội dung như này tại sao vàng lại đắt như vậy này đó hoặc là năm máy bay trực thăng đắt giá nhất thế giới thì chúng ta sẽ tổng hợp những cái gì nó ấn tượng do gó nó đấy đó, người giàu nhất trên trái đất này đó thì đây này. chúng ta có thể lấy rất nhiều những cái nội dung ở đây và một cái mẹo mà mình muốn khuyên các bạn là các bạn có thể vào phần phổ biến nhất bạn để xem được rằng là à, những cái video nào nhiều view thì chúng ta để con à, chúng ta để chúng ta để modify cái nội dung của video đó đi chúng ta mang ở việt nam đó ví dụ các bạn để làm cái video là quần đảo nhân tạo đắt giá nhất trên thế giới các bạn sẽ lấy những nội dung cơ bản bạn làm nó ví dụ đây ở nước ngoài là 8 triệu view vì Việt Nam chắc chắn sẽ được view cũng rất là tốt đó người giàu có nhất trên mọi được địa này xe của các tỷ phú nổi tiếng này đó bọn này sưu tầm xem là a à, những tỷ phú nào sử dụng xe gì đó, 10 công ty trị giá nhất thế giới này rất là nhiều những chủ đề để các bạn có thể uh, lựa chọn đó thì mình xem thử xem là kênh này view bao nhiêu đó trong vòng 30 ngày cũng được 1,6 triệu lượt xem thu nhập cũng cực kỳ là tốt đó cực kỳ là tốt đó thì đấy là một trong những gợi ý rất là hay đúng không đấy hoặc ở đây những chủ đề về sang trọng giàu có này thì chúng ta sẽ đánh trúng cái tâm lý của khán giả lấy ví dụ bên uh, alus này đó thì đây này mình cứ thể dịch uh, chọn phổ biến nhất này và mình dịch ra cho các bạn thấy này nó ví dụ về 15 điều ví dụ này 15 điều người nghèo làm mà người giàu không làm đấy những cái chủ đề này không rất là thu hút đúng không 15 điều bạn chưa biết về ông này chắc là rất là giàu này 15 điều bạn chưa biết về này đó 10 quốc gia này bạn sống này bắt đầu này top 10 đồng hồ đắt nhất thế giới này đấy chúng ta để chọn những cái chủ đề này chúng ta làm đó hoặc là 10 gia đình giàu nhất trên thế giới 10 công việc được trả lương cao nhất đó 15 điều bạn chưa biết về những người nổi tiếng này đó, 15 túi sách đắt nhất thế giới này đó chúng ta làm những cái chủ đề như thế chủ đề giàu có sang trọng và chúng ta làm về chủ đề những người giàu đó tiếp theo là một cái chủ đề rất là hay đó rất là hay đó là chủ đề về thiền nhạc thư giãn đó thì cái chủ đề này nhá mình có một cái video chia sẻ cực kỳ chi tiết đó một cái bài học cực kỳ chi tiết mà để tham khảo cái bài học đó nó sẽ đề xuất ở cuối video này đó. đó chúng ta để uh, nhạc thiền nhạc thư giãn này một chủ đề nhá cực kỳ là hay cực kỳ là giúp mọi người kiếm được nhiều tiền rồi thì đây là những cái cái hướng dẫn chi tiết của mình trong cái, cái chủ đề về thiền này, âm nhạc giá này thì bạn để à, bài phần 12 này nó có một cái video hướng dẫn cực kỳ chi tiết về cái chủ đề này đó ok tiếp theo là một cái chủ đề đó như là chúng ta sẽ làm về công nghệ công nghệ này đây một số cái kênh mẫu cho bạn thấy ví dụ kênh tech này chẳng hạn ba hai triệu người đăng ký đó, thì chúng ta sẽ sưu tầm những cái công nghệ mới này những cái video mới này ở đây này và chúng này xem được vào một tháng thì kênh này đấy 11 triệu lượt xem trên hàng tháng thì cái thu nhập cũng rất là tốt. Đó. Thì đây nhá, đây là cái chủ đề về công nghệ ấy, thì là có cái CPM cao rất là số tiền chúng ta kiếm được quảng cáo khá là cao. Đó. Và đây một kênh thứ hai này. Đó Top 10 Zone công nghệ này. đó thì đây nó sẽ tổng hợp lên những cái các cái, cái cái, cái, phần này đó và nhé một cái nào để bạn để tham khảo cái để mình nốt đây này bạn xem chân trang họ xem họ lấy nguồn video từ đâu bạn để tham khảo ví dụ như này bạn kéo xuống dưới cái chân trang ấy bạn để xem được là người ta lấy nguồn video từ đâu đây này ví dụ như này đây nhé đây người ta sẽ tổng hợp lại hết những cái nguồn video ở đây đó người ta sẽ tổng hợp hết là những cái nguồn video này hoặc là người ta để kiếm tiền bằng thiết bị liên kết này đó, người ta uh, review cái cái liều và người ta để chuyển sang trang của Amazon Đó, làm tiếp thị liên kết cho Amazon luôn. Đó, thì Amazon là nói chung bạn nào chưa biết thì nó là như kiểu là cái Shopee ở, ở chúng ta nhưng Amazon nó cực kỳ lớn, nó là một sàn thương mại từ top một trên thế giới. Đó, và nó cũng có cái trường trình tiếp thị liên kết tức là bạn có sản phẩm gì bạn để lấy link bạn đi giới thiệu. Đấy, ví dụ như đây chẳng hạn này, Đó, người ta tối ưu hóa này. Đó và những cái nguồn video ở đây thì người ta sẽ lấy ở trên YouTube ở những cái kênh khác người ta tổng hợp lại đó người ta thì tổng hợp lại đó người ta lấy nguồn này lấy nguồn ở những nơi khác này đó đây là rất là nhiều những cái nguồn người ta lấy này đó thì thì, thì đó là cái chiến lược chúng ta có thể làm đó Đấy, làm làm liên kết cho Amazon đúng không tiếp theo là những chủ đề về động vật animal đó ok animal này OK, animal ở đây thì đây chúng ta có thể làm những cái 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 video như này này, à, animal, đó. những cái top con chó này hay là mèo này, hay là động vật này. Nếu mà bạn yêu thích chó mèo động vật thì bạn để làm những cái cái chủ đề như này nó rất, rất là hay. Đó, thì uh, video thì chúng ta có thể lấy nguồn từ pixel nhé. Pixel.com cái trang pixel này. đó mình sẽ lấy thử cho các bạn để thấy kênh YouTube như này, pixel này, bạn vào đây này thì ở đây chúng ta thể lấy những, những nguồn ảnh nguồn video free ví dụ mà mình sẽ là chó nhé là này. ok enter thì bạn thấy ở đây này nó sẽ ra rất là nhiều những cái ảnh nhé và các bạn thấy phần video này nó có 14,9 nghìn video về chó mèo thì bạn này sử dụng cái nguồn ở đây để bạn này thiết minh thuyết trình lại nhé những cái video này rất là nhiều này đó hoặc là chúng ta có thể làm một cái chủ đề đó nhỉ về short động vật uh, video short đó thì uh, cái 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 này nhá mình có một cái video hướng dẫn cực kỳ chi tiết một cái bài học cực kỳ chi tiết về cái phần video sót động vật này đó thì bạn để thêm theo tham khảo cái bài học đó nhé yeah. để bạn hiểu rõ hơn là kiếm tiền với sót video nó như thế nào đó là chủ đề động vật thế tiếp theo là vẫn là cái chủ đề về thể, thể thao đó thể thao thì chúng ta sẽ có cái chủ đề đó chính là này, ví dụ như là MMA này những cái giải đấu vật chẳng hạn này hoặc là bóng đá này hoặc là cầu lông này hoặc là những lĩnh vực nào mà có nhiều người quan tâm ví dụ như là đấm bốc này để đấm bốc này và đây nó sẽ tổng hợp lại những cái video về chủ đề đấm bốc đó, nguồn thì lấy được rất nhiều những cái chúng ta vẫn xem cái phần mô tả các thứ của video để các bạn này xem được là người ta lấy nguồn ở đâu nhé đó rất là nhiều này đó, các bạn này làm về cái chủ đề này này đó. và bạn có thể sắm một cái micro đó, đó. bạn lấy nguồn và bình luận đó bình luận thì nó sẽ tùy vào cái sở thích của từng người đó đam mê thích cái lĩnh vực nào thì có thể theo đuổi một cái lâu dài đó, tiếp theo là cái phần số 16 đó như là chủ đề về à, chuyện kinh dị ấy, chuyện đạo sợ chuyện ma ấy, đó đây cũng là một cái chủ đề mà hút khá là nhiều người đó, ví dụ đây cái nhà Mr. Ryan mail này đó thì đây nó sẽ nói về những cái câu chuyện ma mục này các kiểu này đó kéo view cực kỳ tốt ví dụ như là hai tháng trước mà gần 3 triệu người xem rồi đó nhé thì bạn để sưu tầm những cái câu chuyện ma mà bạn sẽ đọc lại nó và bạn kể lại đó cái chủ đề cũng, cũng rất là hay đúng không tiếp theo phần 17 đó nha chủ đề về top 10 đó chính là chủ đề về uh, top 10 này đó bạn thì bạn sẽ tổng hợp lại tất cả những cái uh, để ví dụ này ví dụ cái youtube này top 10 thú vị của Việt Nam này đó tổng hợp lại những cái chủ đề top 10 cái này cái kia đó và đây này top 10 chúng ta đặt những cái tiêu đề như này này đó thì uh, đấy những top này thì nó có thể thuê mc lồng tiếng vào và ừ, chúng ta làm rất là nhiều những cái vấn đề về top 10 mình có thể xem được cái, cái video này đó ví dụ như là một uh, tháng thì có 3,7 triệu lượt view hàng tháng số tiền kiếm được rất là tuyệt vời ok đến 18 đó như là chủ đề về sức khỏe đây mình sẽ lấy một vài ví dụ này đấy ví dụ này kênh này này chẳng hạn này kênh này là chữa bệnh một cách tự nhiên này thì sẽ đưa ra những cái lời khuyên về sử dụng những cái loại hoa quả này những loại thực phẩm nào để để chữa bệnh như nào này. có bạn nào thích về cái chủ đề này có thể làm thành xong nào việt hóa thành tiếng việt được nhé. Đó những chủ đề như này rất là hay. đó. Sử dụng những cái đồ từ thiên nhiên thôi để làm trắng răng thì sử dụng cái gì làm hết mụn này trị quầng thâm này rất là nhiều trị bóng mắt này rất là nhiều đó thì mình sẽ đính kèm cái link này để bạn này xem đó hoặc là một cái chủ đề về body hub này cũng là trong sức khỏe đấy thì đây đó, video này đó. những cái động tác tập này đó đốt cháy mỡ bụng này rồi thì làm sao để cơ bắp hơn này rất là nhiều những cái để có thể làm để làm về chủ đề về sức khỏe đó. 19 là chủ đề về tâm lý học ok tâm lý học thì dành cho những bạn là có chuyên môn hoặc là có thể đi sưu tầm thì cũng được nhưng mà tốt nhất là chúng ta nên có chuyên môn chúng ta lên có chuyên môn đó ví dụ như ở đây mình nghe để cho bạn xem này có 12 cách để mọi người đánh giá bạn khi gặp đầu lần đầu tiên này 12 là uh, thực phẩm chống trầm cảm và lo âu này đó 12 dấu hiệu đã đến lúc kết thúc của một mối quan hệ này những cái này chúng ta có thể sưu tầm lại được đó, chúng ta có thể sưu tầm lại được Nó làm thế nào để hạnh phúc này 12 điều giúp hạnh phúc này có chín dấu hiệu uh, của cái gì đây đó 10 dấu hiệu của đây là một cái dạng tính cách nhé nó 6 kỹ năng thông minh này nên những cái dạng nội uh, dung này là, nội uh, dung tổ, tổng hợp thì chúng ta có thể chuyển thể từ những cái bài viết đó sang cái dạng video và làm cho nó mới lạ hơn đó làm cho nó mới lạ hơn và số 20 đây là cuối cùng là chủ đề về life hack tức là những cái mẹo vặt cuộc sống thì có một cái kênh cực kỳ là lỗi nó kênh 5 phút này nó gần 73,4 triệu người đăng ký thì bạn thấy đó, thì đây nó sẽ tổng hợp những cái mẹo này chắc là các bạn rất thích xem những cái video như này đúng không nó sẽ là những cái mẹo này nó rất là hay đó, mẹo vào trong cuộc sống đó life hack đó thì trên đây nhé là mình đã tổng hợp lại 20 cái chủ đề đó 20 cái chủ đề về uh, kiếm tiền trên uh, YouTube mà không cần về lộ mặt hai mươi chủ đề, để bạn thấy không rất là nhiều và ví dụ cụ thể nhé, từng cái kênh cụ thể luôn đó, thì làm video ấy, thì bạn có thể thuê ngoài, đây mình lấy ví dụ như bạn làm thị trường nước ngoài bạn để thấy trên Fiverr hoặc bạn để thuê ngoài nhân sự cụ thể, đó từng cái đầu việc trên job đó. Thì bây giờ khi chúng ta đã biết được hai mươi cái chủ đề rồi thì bây giờ bạn sẽ có hai sự lựa chọn đúng không? Đầu tiên là bạn sẽ lựa chọn cái thứ nhất đó là chúng ta sẽ À, tự học tự làm này tự mày mò này tự nghiên cứu trên mạng này đó thì cái cách này nó sẽ giúp bạn này mất rất là nhiều thời gian công sức và cả tiền bạc nữa và có thể là làm mãi mà vẫn không có kết quả đó. cách số 2 là bạn có thể tìm một cái người nào đó đã có kết quả rồi đúng không và học theo rút ngắn quá trình thành công ví dụ như bạn trèo một cái đỉnh núi ấy, thì bạn sẽ tìm cho người mình một người huấn luyện viên đã chinh phục rồi thì chắc chắn là bạn sẽ chinh phục đỉnh núi nhanh chóng hơn đúng không còn mà các bạn tự chưa có một kiến thức gì bạn tự mà neo lùi ấy, thì nó sẽ gặp rất là nhiều rủi ro bất chắc đó. Nó sẽ gặp rất là nhiều rủi ro bất chắc Đó thì đó là cái cái lựa chọn thứ hai. Đấy thì quảng cáo một chút mình có một khóa học chi tiết. Đó kiếm tiền từ YouTube từ A đến Z để trang bị cho bạn này đầy đủ những kỹ năng, kiến thức, công cụ và những cái bí mật, những cái bí quyết để các bạn có thể làm YouTube. Đó để nhanh chóng có kết quả hơn. Còn bạn hoàn toàn có thể lựa chọn uh, tự học tự nghiên cứu thử sửa sai, thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian thôi. Đó. Và đây thì mình sẽ đề xuất cho bạn nhé một cái video đó về hướng dẫn cụ thể về cái ngách về cái lĩnh vực của nhà, nhà thư gian thì chúng ta sẽ kiếm tiền và chúng ta sẽ sản xuất video như nào thì bạn hãy thể kích vào cái video nó ở đâu đó trên màn hình ấy, hoặc ở dưới cái phần mô tả của cái bài học này ok đó, thì bài học này mình xin được kết thúc ở đây và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo chúc bạn thành công